và em nghe được cái lời nhận xét của ban giám khảo chắc chắn sau cái sự nhận xét đó em sửa và bài hát của em sẽ lên hiệu quả hơn rất nhiều. Ví dụ như chị nói rằng em bây giờ em hát theo chị. Em mở nữa. Em mở nữa. Mở động em mở ra. Em chứ em đừng em. Tức là âm thanh ra nó sẽ bị lép. Đấy, chỉ có những cái chỗ giọng đó của em thôi. Còn lại tất cả các luyến láy và bài hát của em rất là hay. Chị rất là thích bài hát này và em hát bài hát này rất là hợp. Xin chúc mừng em. Sĩ khi bước lên sân khấu, biết cách biểu diễn và biết cách truyền đạt, biết tiếp cận với lại khán giả thì cái sự cuốn hút của em sẽ cao hơn rất nhiều những người đứng im hát, và đó là ưu điểm của em.